Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Và video này chúng ta sẽ cùng xem một cái combo có thể nói là cực kỳ vô lý trong tập 5 của anime Jujutsu Kaisen, tập 5 mới nhất ở season 2. Thì nếu anh em nào fan của bộ truyện này sẽ biết đến thầy Gojo hay thật nói là thầy gỗ ấy. Thì ở đây trong tập này thầy đã dùng một cái bút chì và thực hiện một cái combo phải nói là cực kỳ vô lý. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem thầy đã dùng những cái trích gì trong video này nhé. Ok, thì chúng ta cùng đi lần lượt nha. Đầu tiên thì khá là đơn giản, có thể xem ở chế độ X1 cũng được, nhưng mà mình đã xem chế độ X3 luôn. Thì trích đầu tiên nó là trích thẩm bộ ra luôn, đơn giản, khá là đơn giản. Ok, thì đến trích thứ hai, thẩm bộ ra reverse, sau đó solid lên này, solid lên như này, xem lại. Solid lên thì phải, chỗ này có thể là solid lên ấy, solid lên như này, hoặc là từ quyết từ sonic, có thể hai một trong hai chiếc này, nhưng mà vì hoạt họa nó khó nhìn quá. Mình xem lại lần nữa, thăng bố ra. Ok, reverse chắc chắn rồi. Đoạn này thực sự là rất khó nhìn, các bạn có thể thấy là mình đoán 70% là solid 2312 như này. Như này. Và khoảng 30% là tới cái sau đấy. Tại vì mình nhìn thấy ở cái phần cuối của cái đoạn này nó có đó đoạn nó hơi lắc tay ấy. Nên mình đoán là hơi lắc tay là do là dùng solid này. Kiểu vậy. Đó thì có thể đoán là cái phần đầu combo này đó là combo ra cộng với combo ra reverse và solid. Kiểu vậy. Vì trong cái combo này mình xem thì thầy Gojo này kiểu thay đổi bàn tay liên gọi có thể gọi là liên tục ấy. Nên nhìn kiểu nếu mà những người mà không biết quay không quay như bút nhiều thì sẽ cảm thấy nó khá ảo, nhưng mà đối với những người quay nhiều ấy, cảm thấy nó rất là kiểu nó hơi spam ấy, kiểu thì phần đầu combo là như vậy. Thì ok, đến phần tiếp theo này, phần này thì mình thấy là cái đoạn đầu này nó là solid, nó là chạc đó. Đây, đoạn này đổi tay lên này, chạc lên như này thôi. Sau đó các bạn để ý đấy, các bạn có để ý là khi mà chuyển sang màu đỏ và màu xanh ấy, các bạn có để ý là cái đó đó, các bạn để ý là cái đầu bút này nó kiểu đang chạc này đúng không, nó đang bị ngón cái chặn. Thì thầy Gojo đã cho cái đầu bút ra ngoài ngón cái và thực hiện chạc reverse như này. Đó, thì đoạn này cũng đơn giản thôi, chạc và chạc reverse. Ok, chạc đầu sẽ ra ngoài và chạc reverse. Làm cái gì đây, này làm cái gì? Từ chạc đi vừa này, sau đó pass thì phải, pass xuống, pass chạc đi vừa, sau đó pass xuống như này. Nhìn giống tornado nhỉ, từ đoạn này, từ đoạn này chắc chắn là pass xuống rồi đấy, pass xuống này, sau đó làm nào để pass xuống, sau đó làm thế nào để hai ngón này để thành trạng thái như này. Ok, xem lại lần nữa. Pass xuống. Tức là cái đoạn này là combo này ông ấy làm như này, tức là pass nhẹ xuống như này, sau đó hơi lắc tay một tí. Mình không biết là cái đoạn motion này trong hoạt hình thì nó hơi khó là để tưởng tượng, lắc tay tí xong rồi đoạn này cầm hai ngón này cầm như này luôn, chứ không có cái chứ không có cái từ solid lên hay là solid lên này. Chỉ là lúc pass xuống này xong rồi cầm này luôn, nếu mình nhìn không nhầm thì là nữa sẽ chắc chắn này.
tát xuống đó, nó lắc 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 tay đó, lắc lắc tay xong nó cầm như này luôn, và nó thực hiện thằng bố rau ít ít thêm được thằng bố rau đó, một sau đó thực hiện thêm lần nữa, gọi là Tornado đấy, Tornado X2. Sau khi tôi lấy hai xong đoạn này thì lại phát lại thì lại phát thôi, phát như này thôi. Sau đó thực hiện tôi thông báo ra ít được thông báo ra tức là sau khi thông báo ra hai lần như này, ông lấy phát xuống như này, rồi đến đây thì ông lại thông báo ra nữa. Nhưng mà cái đoạn thông báo ra này thì nói chung là đến cái đoạn này thì cực kỳ vô lý rồi, không thể diễn tả được hơn này. Không có từ nào có thể diễn tả hơn đoạn này combo như nào. Thực sự là mút đi quá ảo luôn. Đó. Cái đoạn sau khi như này xong, thực hiện thăm bố ra, nhưng đoạn này không thăm bố ra như này. À không ít được thăm bố ra như này, mà sau khi làm này xong ấy, thì mình có thể nhìn thấy cái motion mút nó quay như này. Thực sự rất khó. Đây là điểm vô lý trong combo này, nó cái này các bạn phải có chúa lực thì mới quay được như thế rồi, chứ người bình thường không thể quay được. Đó, bút nó quay lên mu bàn tay như này. Sau khi quay được lại rồi lại làm cái gì đó để cho bút nó quay được qua như qua tay. Thực sự là combo. Ok, điểm cuối cùng là bắt bút như này. Và cái combo này thì nhìn chung qua thì thực sự là rất vô lý. Còn cái đoạn đầu combo thì toàn những cái chiếc đơn giản thôi, nhưng mà qua hoạt hình của Motion thì họ bên nhà sản xuất họ làm cho combo trở nên nó thực sự ảo diệu đối với những người mà không biết nhiều về Facebook. Thì thực sự là họ nhìn qua thì thấy như kiểu ví dụ như khi dùng quá nhiều spam của tay kiểu mông búa này, kiểu này thì với những người không biết chơi thì cảm thấy nó nhìn nó ảo ấy kiểu vậy. Nhưng mà những người mà biết về quay bút thì sẽ nhìn thấy combo này gồm toàn những chữ cơ bản thôi. Tam bố ra thì bố ra reverse, solid lên như này, một chạc ngược, sau đó chạc ngược đến đây rồi tam bố ra ấy, tập với tam bố ra để tam bố ra tiếp, xong lên đây xong làm những cái trò tam bố chúa lực quay xong nó cầm như này đó. Thì ok, cái video này thì thực sự là nó mang tính chất là review thôi, thì anh em biết là trong cái combo đấy có những trích gì, chứ thực sự là để học được cái combo này thì các bạn phải làm chú thuật sư thôi mới có thể làm được. Ok, thì video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video vô tri này. Thì nếu anh em nào thấy hay thì nhớ like, share, subscribe một kênh. Và hẹn anh em cái combo tiếp theo. Mong ở những cái tập tiếp theo Gozo sẽ lại quay bút tiếp thì mình sẽ review cho anh em. Yeah.